À, chào các bạn, trở lại với Kinh Minh TV của mình. Để tiếp nối phần trước, phần này mình mời các bạn cùng đến với ngôi chùa Phước Kiến Tự, hay còn gọi là chùa Lá Sen, để tham quan chiêm bái cảnh đẹp của ngôi chùa này cùng với đoàn của mình nhé. Từ quốc lộ 80 đi đến chợ Nha Mân, đi trên con đường cặp theo con sông khoảng gần 10 km, thì đến điểm đổ xe đi vào chùa Phước Kiến Tự, chùa Lá Sen. Ngôi chùa nằm phía bên kia con lộ nhỏ nên phải đi xe ôm hoặc đi bộ mới đến được chùa Lá Sen. Và đoàn của mình đi bộ để vừa đi vừa ngắm cảnh. Từ điểm đỗ xe đi khoảng vài trăm mét là đến chùa Lá Sen. Chùa Lá Sen tên thật là chùa Phước Kiến Tự, được thành lập trước thời vua Thiệu Trị 1847. Chùa Phước Kiến Tự nằm ở xã Hòa Tân, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp. Trong số rất nhiều ngôi chùa nổi tiếng ở tỉnh Đồng Tháp có kiến trúc cổ kính, khung cảnh đẹp mắt, thì chùa Phước Kiến Tự không phải là chùa đẹp nhưng vẫn được đông đảo du khách và Phật tử viếng thăm, vì chùa sở hữu một hồ sen rất là đặc biệt. Đây là khung cảnh bên trong của chánh điện chùa Lá Sen. Ao sen trong chùa Phước Kiến Tự có hình vuông tượng trưng cho đất, lá sen có hình tròn tượng trưng cho trời, lá sen khổng lồ
to như những cái nia, vành cong lên gần cả tấc, trông rất là đẹp mắt. Sen trong ngôi chùa Phước Ký Tự ở Đồng Tháp nổi tiếng bởi kích thước khổng lồ. Người mình có thể đứng hoặc ngồi lên lá sen mà chỉ làm kẻ sao động mặt nước. Đứng vậy nè Hoàng, đứng chân trước chân sau vậy nè Hoàng ơi. Nhảy dù cái phía sau cô ơi, nhảy cái dù cái phía sau. Dạ đây rồi, rồi, rồi nhìn máy rồi coi. Rồi, tôi nhìn cô. Rồi, nhìn thấy cái này ngoài kìa. Rồi, tôi hai tay trong cánh dù luôn cô. Rồi, tôi đây. Rồi, rồi, đẹp ơi. Rồi, ai có chụp nữa đây. Rồi, mẹ đi lên từ từ thôi. Rồi, đi lên từ từ thôi. Rồi, còn quý khách nào đứng lên xem chụp hình thì mình mua vé chụp luôn nha. Có hình luôn là 20, mình có điện thoại mình chụp thêm. Đây là đặc sản những cọng sen vua được làm sạch bán với giá 30.000 đồng một hộp. Được biết loài sen này xuất hiện trong ao của chùa từ năm 1992 và tồn tại cho đến bây giờ. Không ai biết tên gọi chính xác của chúng là gì, nên người ta thường gọi bằng nhiều tên khác nhau. Có người gọi là sen vua, có người gọi là súng nia, là cây nông tầm. Chính vì có loài sen lạ, nên người dân thường gọi chùa bằng cái tên dân giả, chùa sen vua hay là chùa lá sen. Đến đây mình cũng xin tạm dừng. Xin mến chào và hẹn gặp lại các bạn.